Bảo Hoàng xin chào cô chú chị, xin chào tất cả mọi người đang dõi theo video trên kênh Nhà đất Bảo Hoàng. Và ngay lúc này thì Bảo Hoàng đang có mặt tại một trục đường chính thuộc khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và trên trục đường này thì Bảo Hoàng xin được chia sẻ đến cho cả nhà mình với một căn nhà hai mặt tiền, một căn nhà hai mặt tiền có mức giá bán cực kỳ hơi ngay tại vị trí trục đường này cũng như thị trường thời điểm hiện tại. Và đây là trục đường chính đường D1 giao với trục đường D33 vào khu công nghiệp V-Ship 1 và trục đường 22 tháng 12 bên ngoài. Mình theo hướng này thì mình sẽ vào khu công nghiệp V-Ship 1 cả nhà ha. Còn nếu mình đi ngược lại thì chúng ta sẽ ra với trục đường 22 tháng 12. Còn vị trí trục đường chính vẫn là trục đường D1, trục đường 20m, có vỉa hè 4m mỗi bên và lòng đường là 12m. Ngay vị trí ngã tư này thì có gần như đầy đủ các thương hiệu lớn đang có mặt kinh doanh ở đây. Trong đó có Bách Hóa Xanh, có Con Cưng, rồi các cái siêu thị lớn nhỏ ở đây, và có cả ngân hàng vân vân. Ngay tại vị trí này thì quá là trung tâm trong khu dân cư này rồi. Đấy, quý vị chúng ta đã thấy trên màn hình có đầy đủ những thương hiệu lớn đang có mặt kinh doanh ở đây. Vị trí của khu dân cư này thì cũng rất là gần với thủ đô thành phố Hồ Chí Minh, trong bán kính di chuyển khoảng tầm 15 phút, tương đương với khoảng cách tính bằng cái số là khoảng tầm 5 cái số anh chị ha. Đấy, ở đây là Bách Hóa Xanh. Rồi có nhiều căn góc cà phê đây rất là đẹp ha. Rồi có các khu biệt thự biệt lập như là khu biệt thự Oasis 1, Oasis 2, Oasis 3 dành riêng cho phân khúc biệt thự cao cấp. Đấy, ở đây có cả tiệm Con Cưng đây anh chị ha. Còn đây là trục đường D11, trục đường chính ở đây. Trục đường này là trục đường chợ Việt Sinh. Còn lối này là vào cổng khu công nghiệp Việt Sinh 1 anh chị ha. Lối vào cổng khu công nghiệp V-Ship 1 và trục đường quốc lộ 13 phía sau lưng siêu thị Aeon Bình Dương. Và bây giờ Bảo Hoàng xin dẫn cả nhà cùng về lại với mặt tiền chính của căn nhà. Mặt tiền chính của căn nhà chỉ cách vị trí ngã tư này khoảng tầm 20m. Và đây là hình ảnh mặt tiền chính của căn nhà thưa quý anh chị, với thiết kế một trệt 3 tầng lầu 85m², tổng diện tích sàn là 248m², hai mặt tiền, một mặt tiền chính hướng nam và mặt tiền còn lại là hướng chính đông. Thiết kế một trệt 3 tầng lầu, có 5 phòng ngủ, một phòng thờ, phòng bếp, phòng khách, sân thượng trước, sân thượng sau, với hai trục đường chính, một trục đường ở bên hông là 8m, trục đường phía trước là 20m, trục đường chính đường D1 thưa quý anh chị. Vị trí này chỉ cách ngã tư lúc nãy khoảng tầm 20m mà thôi. Vị trí cực kỳ trung tâm, đối diện chợ và sau lưng là khu biệt thự Oasis. Và trên trục đường này thì gần như các tiện ích từ nhà hàng, khách sạn, karaoke, rồi các tiện ích như là ngân hàng, siêu thị vân vân, tất cả đều có đủ trên trục đường này. Cách vị trí ngã tư lúc nãy khoảng tầm 20m mà thôi thưa quý anh chị. Một vị trí rất là đẹp, phù hợp với quý anh chị khách hàng đang có nhu cầu mua để đầu tư kinh doanh, hoặc là vừa kinh doanh, hoặc làm văn phòng showroom, rất là ok ngay tại vị trí này. Hai mặt tiền rất là đẹp thưa quý anh chị. Và đây sẽ là hình ảnh bên trong của căn nhà thưa quý anh chị. Khu vực này là khu vực tầng trệt, chúng ta sẽ có phòng khách, phòng bếp và hai lối cửa, một lối cửa chính ở phía trước, có hai bộ cửa, một bộ cửa nhôm sinfa và một bộ cửa sắt CNC. Lối góc thường sẽ là vát góc anh chị ha, cho nên là lối đất của mình sẽ không có vuông, sẽ vát ngay góc, xéo ngay góc anh chị ha. Và đây cũng là một cái nhược điểm của lối góc hai mặt tiền. Như được cái vị trí hai mặt tiền thì sẽ đẹp thông thoáng, có hai trục đường hai bên thì sẽ đẹp hơn. Vừa rồi chúng ta đã tham quan khu vực phòng khách, kế đến sẽ là khu vực phòng vệ sinh bên cầu thang, và sau cùng sẽ là khu vực phòng bếp, bếp trong, bếp ngoài, và một lối cửa đi bên hông. Và đây là lối cửa ra bên hông. Với vỉa hè bên hông nhà chúng ta sẽ có chiều ngang là 4m, lòng đường ở giữa là 8m anh chị ha. Vỉa hai bên mỗi bên 4m và lòng đường là 8m. Và nếu quý anh chị để ý thì video này sẽ có ánh sáng khác nhau, vì Bảo Hoàng quay video này với lúc buổi chiều và lúc buổi tối, để quý anh chị khách hàng có thể hình dung được trục đường phía trước mặt tiền cũng như là thiết kế bên trong căn nhà với ánh sáng chân thật nhất. Và một điểm đặc biệt của căn nhà mà Bảo Hoàng quay lúc chiều để quý anh chị chúng ta có thể hình dung, có thể nhìn thấy rõ hơn, đó là mặt nền nhà cũng như là tường. Với mặt tường và nền nhà thì được ốp gạch hoa phun tường
cho nên là rất sạch sẽ, rất dễ dàng lau chùi các cái vết bẩn bám trên mặt tường, và sẽ rất là chắc chắn, rất là bền, và chúng ta sẽ không cần phải sơn lại nhiều lần vì mặt tường đã được ốp lát gạch hoa phun tường bền đẹp với thời gian, thưa quý anh chị. Và đây là khu vực tầng lầu 1 với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh riêng bên trong. Còn đây là lối cầu thang dẫn lên xuống các tầng lầu. Với thiết kế 1 trệt 3 tầng lầu, căn nhà chúng ta đã có hoàn công, thưa quý anh chị, với 4 phòng ngủ chính, thưa quý anh chị. 4 phòng ngủ chính có 4 phòng vệ sinh riêng bên trong. Và lầu 3 sẽ có 1 phòng ngủ nữa và 1 phòng thờ, cũng như là sân tầng trước, sân tầng sau. Và đây là khu vực lầu 2 với 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh riêng bên trong. Mỗi căn phòng có diện tích bao gồm cả phòng vệ sinh khoảng tầm đâu đó 40 hoặc hơn 40 một xíu. Vâng, 40 mét vuông hoặc hơn 40 mét vuông một xíu, thưa quý anh chị. Và một nhược điểm như Bảo Hoàng đã chia sẻ, đó là lô góc sẽ bị ván góc, cho nên là mỗi cái phòng được thiết kế bên ngoài khu vực ván góc này sẽ không có vuông, anh chị ha, sẽ không vuông. Nhưng diện tích được thiết kế cũng rất là rộng. Và căn phòng này cũng có một phòng vệ sinh riêng bên trong. Và chúng ta sẽ đến với lầu 3. Căn nhà chúng ta được thiết kế với 1 trệt 3 lầu đã có hoàn công. Và đây là lầu cuối cùng, lầu 3. Với 2 phòng, 1 phòng ngủ, 1 phòng thờ, sân tầng trước, sân tầng sau. Phía sau nhà của chúng ta là khu biệt thự Oasis. Một khu biệt thự cao cấp tại khu vực nơi đây. Ở khu dân cư này sẽ có 3 khu biệt thự Oasis 1, Oasis 2 và Oasis 3. Là những khu biệt thự phân khúc, biệt thự cao cấp ở đây. Và đây là trục đường phía trước mặt tiền, với một trục đường chính và một trục đường phụ bên hông. Trục đường chính phía trước là trục đường D1, thưa quý anh chị. Và mức giá bán cho căn nhà này, chủ nhà đang chào bán là 8 tỷ 500 triệu. Và quý anh chị chúng ta nếu có nhu cầu muốn đến khảo sát tham quan căn nhà này, hãy liên hệ sớm cho Bảo Hoàng để đến tham quan khảo sát và làm việc trực tiếp với chủ nhà, với một mức giá vô cùng ưu đãi 8 tỷ 500 triệu, mức giá còn thương lượng thêm. Và đây là hình ảnh khu dân cư biệt thự phía sau, cũng là hình ảnh cuối trong video này, thưa quý anh chị, với một khu biệt thự cầm bao rất là đẳng cấp ở phía sau. Và tầng lầu này như Bảo Hoàng đã chia sẻ thì sẽ có 1 phòng ngủ, 1 phòng thờ, sân tầng trước, sân tầng sau. Mặt tiền chính ở phía trước là trục đường D1 và một trục đường bên hông dẫn vào khu biệt thự này, thưa quý anh chị. Và video xin phép được dừng tại đây. Một lần nữa Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, thông báo hẳn quả chuông để xem lại video này, cũng như đón xem những sản phẩm mới sẽ được Bảo Hoàng cập nhật trên kênh mỗi ngày. Một lần nữa Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào.